Được biết Lợi tập boxing từ năm 12 tuổi, vậy lý do Lợi chọn Đà Nẵng làm nơi phát triển sự nghiệp của mình là gì? Vì Đà Nẵng là một trong những trung tâm thể thao lớn của cả nước, nên ở đây tôi có điều kiện tốt để phát triển sự nghiệp. Và hơn nữa, mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời và đáng sống, nên tôi quyết định chọn Đà Nẵng. Với những thành công đã có, Lợi có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình được không? Tôi có một tấm huy chương mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Cậu có biết bắt cướp như vậy là nguy hiểm lắm không? SEA Games rất quan trọng. Chẳng may xảy ra chấn thương thì những nỗ lực của cậu bao lâu nay để làm gì? Em biết là như vậy, nhưng thầy đã từng dạy chúng em là học võ là để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ những người xung quanh. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tập thể lực để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Bài tập rất là nặng nên yêu cầu các em phải cố gắng hết sức. Các em đã nghe rõ chưa? Rõ! 1, 2, 3, bắt đầu! Đứng lại! Cướp! Cướp! Đứng lại! Cướp! Cướp! Đứng lại! Cướp! Cướp! Đứng lại! Cướp! Nhanh bạn ơi! Nhanh bạn ơi! Nhanh bạn ơi! Là để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ những người xung quanh. Nhanh 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 bạn ơi, nhanh bạn ơi. Ghê vậy tranh hậu mua mà chạy mi chả anh về em. Em cảm ơn anh, nhưng đối với tôi đây mới là huy chương đáng giá nhất. Trời ơi, tao nghĩ là thôi, bỏ nghe ăn trộm mày không? Chết. Trộm khổ quá, thôi bây giờ tao mày đi làm phim đi. Thấy làm phim dễ hơn. Làm phim gì ông nào? Hôm qua anh Đức làm phim 48 giờ. Nghe cái dễ nha. Ê, Đức.